bắt đầu lồng ống thép vào cọc bê tông để nhổ lên cứu bé trai. Xuyên đêm mùng 2 tháng 1 và đến rạng sáng mùng 3 tháng 1, lực lượng cứu hộ của Đồng Tháp vẫn miệt mài làm việc để sớm nhất có thể giải cứu cháu bé rơi xuống cọc bê tông rỗng sâu 35m. Theo ghi nhận, lực lượng cứu hộ với khoảng 350 người chia nhiều tổ luân phiên chia ca để làm việc liên tục. Mục tiêu là sẽ nhổ được cọc bê tông mà bé trai rơi vào trong sáng sớm mùng 3 tháng 1. Đến gần 3 giờ sáng mùng 3 tháng 1, một ống thép lớn đã được cẩu lên để lồng vào bao bọc, ôm lấy cọc bê tông, đồng thời làm sạch đất để kéo cọc bê tông lên. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương. Tính từ khi bắt đầu xảy ra sự việc bé trai rơi xuống cọc bê tông rỗng đến thời điểm này đã trải qua hơn 60 tiếng, việc cứu hộ vẫn chưa thành công. Trả lời báo chí tối mùng 2 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, khi đưa được cột bê tông lên mặt đất, lực lượng của quân khu 9 sẽ sử dụng phương tiện chú ý y dụng để soi thăm dò xác định chính xác vị trí cháu bé đang ở đâu trong thân cọc. Sau đó lực lượng mới khoan cắt, phá dỡ cọc bê tông để đưa cháu bé ra, đồng thời có các bước xử lý tiếp theo. Như Pháp Luật Online đã thông tin, trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ. Tính đến tối mùng 2 tháng 1, tại hiện trường có hơn 350 người gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện, đại diện các sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ. Cứu nạn công an tỉnh Đồng Tháp, công an huyện Thanh Bình cùng lực lượng công binh quân khu 9 đã có mặt để chỉ đạo và làm công tác cứu hộ. Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong và chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cũng đã có mặt hiện trường chỉ đạo công tác giải cứu.